Rồi, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một trận đấu map No Mercy Left 4 1. Đây là map thứ hai rồi. Một cờ. Boomer thỏa cái tay. Rồi xuống xuống xuống. Boomer dead, go. Đi ra đây này. Hunter. Let's go, let's go. Mình sẽ đi ra đây mình xem có đồ đạc gì không. Tốc kỳ. Smoker. Cover thằng Silent này. Peter. Đi luôn. Let's go, let's go. We kill on for special. Sâu zombie. Tăng. Úi giời. Chạy. Em lùi về đây. Mù rồi. Phiêu với adrenaline. Tăng cháy. Bắn tăng, sút tăng. Cận chiến tăng này. Rất kỳ này. Đó, thế là xong. Thì vứt cho mấy ông này cái tim tiêm hay gì đi. Đi nhanh tí nữa có pew mà. Đoạn trên có pew. Thì bắn như đồng đội. Witch nha. Charger này. Hunter này. Smoker này. Xem trong phòng này có đồ đạc gì không. Five bomb. Here, near build. Đấy, bảo đồng đội có five bomb. Charger này. Boomer này. Boomer đằng sau chết rồi. Boomer chết. Doki. Chắc giờ nữa này. Rồi, đi ra. Tránh witch à, tránh witch. Avoid witch. Ông nào chọc nó đây. Be careful. Ở đây đi ông ơi, chắc lắm gì cho mệt. Ok. Nó hẳn là mệt người. Tránh witch rồi. Bye bomb. Ra ngoài. Go outside. Hunter. Ok. Let's go. Cover Luis. Let's go. The gate is open. One smoker. Đấy, cover đồng đội. Luis này, Luis.
Go 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 go, Luis go. Let's go, let's go. I have pills. I have pills. Let's do it, man. Luis, use your item. Đấy rồi. Đây là xong. Let's go. Let's go, let's go. Smoker, smoker. Ok, ok. Rồi, xong rồi. Loki yếu rồi. Rồi, rồi. Loki chết rồi. Đi đi, let's go. Firebomb này. À, thế là xong, cái gì đâu. Má mày ngắn. Ông Louis, ông cười. Louis giọng cười trong cái level 1 giọng cười Louis là buồn cười lắm. Nhân viên văn phòng Louis là như kiểu đang làm việc máy tính, tự nhiên zombie nó vào, không kịp chuẩn bị. Đại dịch zombie đến, ông Louis ông ấy đang làm cho công ty kiểu thế. Zombie nó vào. Trong cái Left 4 Dead này là cái cốt truyện của nó mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Ông Bill cựu chiến binh Việt Nam là cái đoạn đối thoại nó rất là thú vị. Boomer go first. Làm phim zombie á. Thế à? Cùng lao sắc xong. Go 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 go. Nice. Úi giời đẹp quá. Ông Francis. Trời, ăn no đạm luôn. Xong luôn Zoe rồi. Hấp hấp diêm Zoe. Hấp hấp diêm Zoe rồi. Ông Bill này còn đang mải bắn cái gì đây. Cầm shotgun. Úi giời thoát luôn. Rồi squid luôn. Cha dơ vào này. Cha dơ vào xong. Ông này nữa. Thế là xong. Nhanh, đơn giản. Phá nốt. Rồi đau hốt luôn. Chuẩn bị đau hốt. Thôi cứ thể hiện cho khán giả trên truyền hình được lúc nào thì mình thể hiện. Đó, thì các bạn thấy là Trung Quốc chơi kiểu cứ đi thì thứ nhất là đồng đội xuống rồi hai ông vẫn ngồi trên ống bắn. Thế là Hunter nhảy lên, thế ông boss này, boss thì là thường nó đi cứu, mà trong Left 4 Dead 2 là boss nó hay đi cứu những cái ông mà bị Boomer mù trước. Cho nên tại sao vừa rồi các bạn thấy là cái Zoe bị Hunter mình vồ, nhưng mà con Francis này đi nhảy xuống cứu mấy ông kia, ưu tiên của boss. Rồi xong, tôi với ông, lại là tôi với ông. Sợ. Thôi, em với bác lại ra hút khác. Ừ, ra khác đi.